tại thành phố Hưng Yên, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, một trong những ngôi trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh, cũng đang dần khẳng định chất lượng đào tạo. Hơn 20 năm thành lập, nhà trường đã đào tạo được khoảng 6.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 95% trở lên. Có nhiều năm đạt 100%, học sinh thi đỗ đại học đạt 35% trở lên. Trường đã xây dựng quỹ học bổng mang tên Tô Hiệu để kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm này năm đầu tiên em được vào trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu. Trong 3 năm học tới thì em sẽ cố gắng quyết tâm học tập thật tốt và có ý chí để giành được nhiều thành tích tốt. Tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Thu Trang, cháu học lớp 10A5. Trong quá trình 1 năm cháu học, cô thì cô dạy, cảm ơn cô dạy rất tốt, mà giữa cô kết hợp giữa gia đình và nhà trường, khuyên bảo các cháu, và bây giờ các cháu đã đỗ đạt với hạnh kiểm, kể cả học thức là rất tiến bộ, mà các cháu đã đạt đến mục đích cuối cùng rồi. Còn trong nhà trường thì nhà trường, cách tổ chức của nhà trường hoặc là giữa trật tự rồi các cháu học hành và các quy định của nhà trường có quy định thì đúng nghiêm là do nhà trường quyết định, thì các cháu thi hành thì giữa nhà trường với lại quản lý các cháu là rất cẩn thận và tử tế. Cho nên là tôi cảm ơn cả nhà trường và cô giáo chủ nhiệm lớp A5. Tất cả các bậc phụ huynh, tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Tiến Đạt, cháu học bên Hà Nam. Năm học 2020-2021 cháu thi vào cấp 3 nhưng mà cháu không đủ điểm, thì gia đình cũng rất là băn khoăn, không biết là nên cho cháu học ở trường nào, thì cũng có cô giáo và phụ huynh giới thiệu là cho cháu sang bên trường Tô Hiệu để học. Thì gia đình chúng tôi cũng rất là băn khoăn, thì không biết là thứ nhất là đường xá thì xa xôi, mà các cháu học ở bên Hà Nam sang bên này học thì có đảm bảo không, thì gia đình chúng tôi cũng sang bên này tìm hiểu trước về cơ sở vật chất rồi là thầy cô, nên là gia đình tôi đã quyết định là cho cháu sang bên này học. Và trong thời gian là 1 năm học vừa qua cháu học ở bên này thì gia đình cảm thấy rất là yên tâm. Cái thứ nhất là về an ninh trật tự của trường, cái thứ hai là về cơ sở vật chất, và cái thứ ba là về đội ngũ các thầy cô giáo ở bên này dạy dỗ các cháu, và cũng thấy là các cháu là tiến bộ và các cháu cũng thấy rất thích là học ở bên này. Thì nếu như mà ở những năm học tiếp theo mà các bậc phụ huynh của con mà không đủ điểm để học ở bên Hà Nam thì cũng mong là các bậc phụ huynh sẽ cho các cháu sang bên này học, vì ở bên này tôi thấy rất là yên tâm. Tôi là phụ huynh của cháu Phạm Đức Diện, cháu vào trường Tô Hiệu thì lúc đầu tiên thì cháu còn nhút nhát và cũng chưa biết nghe lời. Từ ngày cháu bước chân vào trường Tô Hiệu thì cháu có sự học hỏi và sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường đã giúp đỡ được tốt, và cảm ơn các cô giáo đã giúp đỡ cháu, và bây giờ các cháu đã biết chia sẻ quan tâm đến bố mẹ. Xin chào cô giáo, chào các bậc phụ huynh. Tôi là Vũ Thế Hệ ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại là tôi có một cháu Vũ Phương Đông thi trượt không đỗ, nên gia đình cũng đã rất là lo lắng và để cho cháu học tiếp, và gia đình cũng đã tham khảo một số trường và cũng đã chọn là trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên cho cháu học. Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên do thầy hiệu trưởng Lê Công Nhữ hiệu trưởng, thì gia đình cũng đã lựa chọn đến ngôi trường Tô Hiệu này và để cho cháu Vũ Phương Đông học. Trong quá trình học thì tôi thấy là các thầy cô giáo ở ngôi trường Tô Hiệu này rất là tâm huyết
đến các con và sự giám sát giữa nhà trường và gia đình rất là chặt chẽ, kể cả là các cháu đi học đi sớm hay về muộn, hay là sau những cái tiết học, ví dụ như các cháu mà đến muộn hay là đến không đúng giờ thì tất cả là những cái thông tin này là cô giáo chủ nhiệm đều báo về với gia đình. Giữa gia đình với cả nhà trường có một cái mối quan hệ rất là tốt, cho nên tôi thấy là khi từ ngày cháu Vũ Phương Đông cháu vào trường, cháu có rất nhiều tiến bộ và cháu cũng là một trong những học sinh giỏi của trường. Vâng, thì cho nên là tất cả các bậc phụ huynh trước khi muốn lựa chọn một môi trường để mà đặt niềm tin, để mà gửi gắm con mình vào học, thì tôi nghĩ đây là một môi trường tôi hiểu rất là tuyệt vời. Tôi rất tự hào khi được làm việc trong môi trường mang tên người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đó là liệt sĩ Tô Hiệu. Và từ cái tấm gương của đồng chí Tô Hiệu, tôi rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân, đó là phải luôn luôn cố gắng, nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn để tìm tòi, trau dồi phương pháp dạy và học. Người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, nhưng cây đào nơi bóng tối nhà ngục Sơn La vẫn đâm chồi nảy lộc, tựa như tinh thần Tô Hiệu không ngừng lan tỏa trong trái tim bao thế hệ giáo viên học sinh, là động lực để ngành giáo dục và đào tạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, vươn tầm thế giới.